truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Đừng khóc, đừng buồn nhé em. Ê! Hả? Mới đâu vậy ạ? Mới đọc chị đi đâu trời? Gì? Rồi con mắc dịch kia đâu? Ủa, mắc dịch nào trời? Em đi học cùng với Âu Anh. Mắc dịch cái gì mà ai mắc dịch? Em á, em đúng là đồ ngốc mà. Mẹ để em ra có cái đầu á, để em trang trí thôi đúng không? Hôm nãy em nói Âu Anh mắc dịch hả? Cha rồi! Em ngồi kế Âu Anh luôn á! Có lây không trời? Gì hay? Mắc dịch sao? Trời ơi là trời! Ý chị nói mắc dịch ở đây á có nghĩa là... Là... xui xẻo đó! Không biết hả? Không! Tào lao! Mắc dịch, người ta dịch hạch hay là dịch tả, đi là dịch xui xẻo. Trời ơi trời, lần đầu tiên nghe luôn á, hơi bị lạ luôn á. Xa quá à. Thiệt á, là chị bó tay với em luôn á. Cái gì bó hoài vậy trời? Em á hả, em nói cái gì? Siêu nhân hả? Siêu ngu thì có. Ê, thiên thần 1001, ta sẽ tới đây. Bộ bữa nay em không có đi ra ngoài hả? Dạ không, bữa nay em ở nhà. Tưởng chị dễ bị lừa vậy sao cưng? Vậy em ở nhà vui vẻ, ngoan ngoãn nha. Dạ. Ủa, chị Nhân bữa nay sao lạ quá vậy? Không lẽ... Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Âu Oanh. Sở thích của mình á là... Chị ơi, mùi gì mà thơm quá vậy chị? Mùi thơm là từ đây nè. Hủ tiếu. Vừa thổi vừa ăn nha, nóng lắm đó nha con. Trời ơi dì ơi, đồ ăn của dì á là số 1 luôn á, con thích lắm luôn. Con định quá à. Con biết ở trong nhà này dì là người nấu ăn dở nhất mà. Nhưng mà biết sao không, sáng nay dì dậy sớm dì cố tình nấu cho con tô hủ tiếu này. Tại vì hôm nay con đi casting đúng không, dì muốn con casting thành công nha. Mai mốt nổi tiếng á là không có được quên gì với chú nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi. Nhưng cái tô hủ tiếu này phải biết cố gắng lên nha. Dạ. Ủa nhưng mà sao không để con ra ngoài nhà bếp ăn? Dì bưng vô đây làm cái gì vậy? Thôi, dì thích bưng lên đây cho con ngồi trên này con thoải mái con ăn. Mắc gì phải đi xuống dưới không? Con ăn xong đi rồi con tập giật lại cái gì đó hồi nãy con làm đó, nghe không? Dạ, con ăn nha dì. Ừ, ăn cho hết đó nha. Coi có vừa miệng không, coi chừng phỏng. Ở con, con cũng muốn ăn một tô nữa. Trời đất ơi, trời ơi, hôm nay con gái tôi cũng đòi ăn hủ tiếu nữa. Mà bình thường món này con đâu có thích đâu. Mà thôi, muốn thì chịu.
mẹ sẽ làm cho con một tô. Cảm ơn mẹ. Ừ. Ngon lắm á chị Mỹ Nhân. Chị khô cổ quá. Em lấy giùm chị đi nước suối được không? Dạ được, để em đi lấy cho. Đây. Hủ tiếu cho con gái xinh đẹp của mẹ đây. Nè. Cảm ơn mẹ. Nhớ ăn cho hết nha. Dạ. Ừ. Rồi. Giỡn quá. Rồi, hai đứa ăn đi. Sao? Thơm quá. Cảm ơn em nha. Dạ. Ăn đi con, Âu Anh. Ừ. Tụi con tranh thủ ăn nhanh nha. Để rồi còn mình đi cho kịp giờ đó. Ừ. Ngon mà. Ừ, nước ngon quá à. Con ăn xong rồi. Ngon quá mẹ ơi. Trời ơi, con gái của mẹ hôm nay giỏi quá. Ăn hết một tô hủ tiếu luôn. Dạ. Con cũng ăn xong rồi. Ừ. Ngon quá. Đây, ngồi đó đi, để dì làm. Dạ. Dì muốn con phải tập trung vào vấn đề ngày hôm nay, đi casting cho tốt, biết không? Ngồi yên. Dạ. Đó. Hi, xin chào các bạn, mình là Âu Anh. Gì đó con? Trời ơi, giờ này con ăn no mà con luyện thanh hả? Đâu có tốt. Mới ăn no xong á là không có ai luyện thanh đâu. Hơi đâu ở trong bụng mà đẩy ra. Gì vậy? Trời ơi. Tập đâu đẻ hả? Tập đâu đẻ là phải hỏi gì? Gì có kinh nghiệm lắm. Không phải đâu đẻ. Không phải đâu đẻ. Vậy đâu cái gì? Con đau bụng đi. Đi. Gì ơi. Gì. Trời đất ơi. Âu Anh. Trời đất ơi. Nó bị sao vậy? Mới ăn tô hủ tiếu xong. Anh ơi. Ây cha. Trời ơi. Không biết nó còn sao không nữa. Giờ này còn chưa ra. Lâu dữ vậy trời. Nhiệt tình. Tới giờ rồi. Trời ơi trời. Âu Anh ơi. Sao rồi con? Hả? Hả? Đây 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 đây. Sao vậy? Thấy sao? Thấy sao? Trời ơi trời ơi. Đi đây. Trời ơi, sao mà nhìn con thê thảm như vậy nè? Hả? Nói gì nghe coi, làm sao? Bây giờ làm sao? Liệu có đi tới đó được không? Con đi được chứ. Đi được. Đi được hả? Ừ. Thôi bây giờ vậy, để dì đưa con đi nha. Nha, chứ không rồi. Con phải đi chứ không hồi hôm mất mặt dì với lại chú. Thôi dì cũng hiểu. Thôi dạ. Cố gắng lên. Đi, ra đây. Đứng lên nè. Con còn nếu không ổn nữa chắc phải đi bệnh viện quá con. Sao từ mới ăn vô mà bị liền ra phá ta. Vậy để dì khóa cửa hả? Đứng yên đây nha. Ráng con chờ dì nha. Kỳ vậy ta. Để thuốc sổ cỡ đó mà nó còn đi nổi là sao? Thì vậy là mình thất bại rồi hả? Nó là quỷ chứ không phải người á. Người bình thường mà uống nhiêu đó có mà lết.
bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.